Jin Tuấn Kiệt giúp Trấn Thành trị bệnh mây trai của Harry Won. Kim Tuấn Kiệt đưa hẳn một cái ghế để Trấn Thành có thể trấn áp bệnh mây trai của Harry Won. Sau tập chính, chương trình Giọng Ca Bí Ẩn tiếp tục gửi đến khán giả tập 10 với 5 gương mặt khách mời trẻ đầy năng động, đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau gồm Diễm My 9X, Hiếu Nguyễn, Kim Tuấn Kiệt, Hồng Xuân và diễn viên trẻ Điển Trai Quốc Anh. Ba chàng hot boy đốn tim rất nhiều khán giả và đặc biệt là phái nữ qua các MV và vai diễn cùng xuất hiện trên sân khấu. Hiếu Nguyễn, Kim Tuấn Kiệt và Tuấn Anh với độ mê trai ngây ngất của Harry Won khó có thể nào tránh khỏi ba chàng trai này dù có Trấn Thành đứng kế bên. Cao trào sự ghen tuông của Trấn Thành được đẩy lên cao khi Harry Won tiếp cận Hiếu Nguyễn, một chàng trai đầy vẻ nam tính và phong độ. Mặc dù được dẫn chung với chồng, Harry Won đã nhiều lần mất kiểm soát khi các nam thần của chương trình lần lượt xuất hiện. Sau nhiều lần không thể trị được bệnh mê trai của Harry Won, Kim Tuấn Kiệt song sáo giúp đàn anh của mình, cây búa thần thánh của chương trình dường như đã không còn tác dụng với Harry Won, đưa hẳn một cái ghế để Trấn Thành có thể trấn áp Harry. Kim Tuấn Kiệt đưa hẳn một cái ghế để đốt thêm nhà Trấn Thành Harry Won, dường như có thêm sự giúp sức của Kim Tuấn Kiệt, Trấn Thành giữ được Harry Won thành công khỏi Hiếu Nguyễn.